Lên đi. Tôi đâu có biết gì đâu. Tại vì tự nhiên bạn anh té chứ bộ. Tôi dừng xe mà không kịp là coi như xảy ra chuyện lớn rồi đó. Bây giờ cô tính sao? Bồi thường cho bạn tôi đi chứ. Hả? Nè. Bạn đâu? Buông ra. Bạn có bồi thường không? Nè. Dừng lại. Tụi mày làm cái gì vậy? À, thì ra là mày. Mày. Công an đâu? Anh đừng lo, không có công an đâu. Hồi nãy thấy anh bị tụi nó đánh, cái em mới nghĩ ra cách đó cho tụi nó bỏ đi thôi. Cô rảnh quá ha. Anh có sao không? Em đưa anh vô bệnh viện nha. Không cần đâu. Cô coi phía trước có chỗ nào tấp vô cho tôi xuống được không? Sao vậy được? Anh mới cứu em xong, em phải chăm sóc cho anh chứ. Cô lại bẻm gì vậy? Cô tấp vô lại đi. Nè, anh gì đó ơi. Hả? Em có thể biết tên của anh được không? Tôi không trả lời cô có được không? Dạ được thôi, đó là quyền của anh mà. Nhưng mà em nghĩ dù sao anh cũng vừa mới cứu em xong, anh cũng nên nói cho em biết tên của anh. Đồ ích kỷ. Ai biểu có cái tên cũng không nói cho người ta biết. Cô làm giảm gì đó? Đang chửi tôi hả? Tôi tên Hùng được chưa? Anh Hùng hả? Cái tên rất là hợp với hành động của anh. Phụ nữ không có phải như là anh nghĩ đâu. Mỗi chuyện đều khác nhau mà. Thực ra hồi nãy nếu như mà anh không cứu em thì em cũng chẳng mất thời gian để quan tâm tên của anh là gì. Thì ra là như vậy. Nhưng mà tôi đâu cứu cô đâu, đâu có giúp đỡ gì cho cô đâu. Chỉ là thấy chuyện bất bình giữa đường nên tôi ngăn cản vậy thôi. Anh cứu em vậy mà anh kêu là bình thường. Anh thấy bình thường chứ với em rất là đặc biệt và rất là ấn tượng. Tôi? Ừ? Ấn tượng? Ừ. Tôi thấy có gì đâu mà ấn tượng. Nhưng mà em thấy ấn tượng. Anh mạnh mẽ giống như là cái tên của anh á. Anh Hùng. Anh cười gì vậy? Anh thấy vui anh cười hả? Hay là anh cười là vì em nói cái gì đó kỳ cục quá? Hay là anh nghĩ là em nói chuyện con nít quá hả? Không phải, tôi thấy là hình như cô nói quá đó. Ở ngoài đời thiếu gì người như tôi? Thiếu chứ không có thừa. Tôi không biết cô là người như thế nào, nhưng mà có vẻ thông minh đó. Tôi nói cái gì ra cô cũng đối đáp được hết. Cảm ơn anh. Mình có thể làm bạn của nhau được không? Được thôi. Nhưng mà cô có biết tôi là ai đâu mà đòi kết bạn với tôi. Nhưng mà
Cả thế giới này trước khi mọi người làm bạn với nhau thì cũng đâu có ai biết nhau như thế nào đâu. Phải từ từ nói chuyện, lúc đó mới biết được. Thôi, khuya rồi, cô về đi, chạy xe cẩn thận đó. Ừ, dạ. Chào anh. Anh Hùng. Có gì nữa đây? Mình là bạn của nhau rồi, mà em mới biết có cái tên của anh à. Những thông tin khác em đều không có. Anh có thể cho em số điện thoại của anh được không? 090 090 411 411 7878 7878 Nhớ chưa? Nhớ rồi, em thuộc luôn rồi. Tôi đi à. Không kêu lại nữa nha. Ừ. Cô tính sao? Bồi thường cho bạn tôi đi chứ. Hả? Chạy nhau. Bồi thường không? Nè. Dừng lại. Tụi mày làm cái gì vậy? À, thì ra là mày. Mày hả? Thực ra hồi nãy nếu như mà anh không cứu em thì em cũng chẳng mất thời gian để quan tâm tên của anh là gì. Thì ra là như vậy. Nhưng mà tôi đâu cứu cô đâu, đâu có giúp đỡ gì cho cô đâu. Chỉ là thấy chuyện bất bình giữa đường nên tôi ngăn cản vậy thôi. Anh cứu em vậy mà anh kêu là bình thường. Anh thấy bình thường chứ với em rất là đặc biệt và rất là ấn tượng. Tôi? Ừ. Ấn tượng? Ừ. Tôi thấy có gì đâu mà ấn tượng. Một chút em muốn đi đâu? Mình đi đâu cũng được, tùy anh hết. Hay mình... Ăn đồ ngọt được không? Thôi, không ăn ngọt đâu, mập lắm. Thôi, nhưng mà em thích. Hay là ăn kem đi. Kem hả? Thôi. Thôi mà. Kem ngán lắm. Nhưng mà em muốn ăn kem. Hay tụi mình đi xem phim đi. Hôm nay có phim gì hay không ta? Vậy hai đứa mình vô mua kem, xong rồi đi xem phim luôn ha. Anh nhìn hey. Dạ. Cho chút tiểu cà phê coi. Em không có tiền. Đi chơi với con gái mà nó không có tiền hả mày? Dạ. Anh ơi. Bóc ra. Buông ra. Bóc ra mau. Dạ. Chơi hả mày? Anh Quy. Anh Quy à? Tiền đâu? Nè. Cứu. Mà hồi nãy tôi nói đó, không những bán đồ đẹp mà còn giá cả phải chăng nữa. Tôi cũng biết chỗ đó nữa nhưng mà chưa tới bao giờ hết. Vậy hả? Tôi hay ghé mua đồ lắm. Đồ đẹp. Vậy bữa nào tụi mình đi tới đó nào, đi đi. Đúng rồi đó. Rồi anh Hùng cái nha. Anh nha. Hình như bồ cũ của bà kìa, có phải không? Đúng không rồi. Hay là mình về đi. Ủa, nhưng mà mình mới ngồi mà. Nhưng mà em thấy đau bụng quá à. Mình về đi, đi. Thôi đừng buồn nữa, mình về đi, rồi bà sẽ gặp người khác tốt hơn. Thôi về với bà. Thank you.
Cảm ơn anh đã giúp em. Nếu không có anh, em không biết phải làm sao. Chúc anh ngủ ngon. Sao anh ấy lại không nghe máy mình? Không lẽ anh ấy không muốn gặp mình sao? Alo? Sao vậy? Thôi được rồi, tao biết rồi. Mày cứ ở đó đi, tao tới liền nha. Ê, làm cái gì mà lâu dữ vậy? Bộ mày thất tình hay sao mà vào đây ngồi vậy? Làm gì có. Buồn buồn vô đây nghe nhạc thôi à. Uống đi. Thôi, hôm nay tao chạy xe. Trời ơi, rượu này nó nhẹ lắm. Với lại uống có chút xíu, chẳng xi nhê gì cả. Cứ uống đi. Ok. Nè, vô, hết nha. Ờ. Em cũng vô đây chơi hả? Dạ, của anh chị đây. À, cho anh một cái ly nữa nghe. Dạ. Thì cuộc sống mà anh, đôi khi mình buồn, mình phải kiếm chỗ nào đó để giải khuây chứ. Sao anh đi có một mình? Anh cũng giống như em thôi. Vào đây chung hay quả. À, em có gọi điện cho anh mấy lần, nhưng mà anh không có nghe máy của em. Bộ anh không thích nói chuyện với em hả? Ủa, mà em vô đây với ai vậy? Em chỉ đi có một mình, anh cũng thấy rồi đó. Ờ, em cũng thích vô đây nghe nhạc hả? Dạ, liên của chị đây. Cảm ơn em. Dạ. Mời em. Mời anh. Mời. Mời. Em hỏi thiệt anh nha, tại sao anh lại không nghe điện thoại của em? Tại lúc đó anh đang bận công việc, cho nên anh không nghe máy của em được. Xin lỗi nghe. Coi như là em tạm thời chấp nhận câu trả lời của anh. Nhưng mà anh cũng hay về đây lắm hả? Đâu có.
thỉnh thoảng thôi ạ. Em thấy anh sống rất nội tâm. Ghê vậy ta. Em mới gặp anh được có 2 lần à. Vậy mà đoán được tính cách của anh rồi hả? Không phải là đoán, nhưng mà em có nghe người ta nói là nếu như mà một người nào đó mà thích nghe nhạc một mình như vậy á, là người sống rất tình cảm và nội tâm. Thì ra em si bụng em ra bụng anh hả? Thật ra anh cũng chẳng hiểu được tính cách của anh. Vậy mà hôm nay lại có người đoán được tính cách của anh đây. Thú vị đó. Em chỉ nói đại thôi, mà không ngờ chú. Dúc. Em thấy anh uống hơi nhiều. Hôm nay anh có chuyện buồn hả? Đâu có. Bột có chuyện buồn mới uống được hả? Nè, em chỉ lo cho anh thôi. Khuya rồi, anh đi về đi. Vậy sao khuya rồi em không về đi? Anh hỏi khó trả lời quá đúng không? Thật ra anh cũng giống như em thôi. Thích sống theo sở thích. Là sao? Không hiểu hả? Nghĩa là thích cái gì thì làm cái đó à? Không có một quy định cụ thể nào cho bản thân của mình hết, hiểu chưa? Nè, anh á, có một đặc điểm khác giới hoàn toàn với người đàn ông khác. Anh có biết là gì không? Thôi, không nói nữa. Chuyện đó bữa sau mình nói đi ha. Bữa sau hả? Thì là mình còn gặp nữa hả anh? Vô. Em thấy là anh đã uống nhiều quá rồi. Em đừng có cản. Những lúc như thế này á, chỉ có rượu, rượu mới làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Đừng uống nữa. Vô. Anh đừng uống nhiều. Anh Hùng à, không có sao đâu, đừng có lo. Em ơi, tính tiền. Em đưa anh về nha, anh say rồi. Anh Hùng. Nè. Chị ơi, đưa tính tiền của chị đây. Có chừng té bây giờ. Dạ cho em gửi. Nè anh ạ, có chừng quá đấy. Giữ cho em nè. Ủa sao tính cứ bỏ trái cây vậy? Còn chai rượu tiền sao? Dạ chai rượu này là của ông chủ tặng anh Hùng ạ. Vậy dạ. Hả? Chị gửi em nha. Cảm ơn chị. Nè. Ừ.
cô để tôi phụ cho. Cảm ơn anh nha. Anh ổn không? Bây giờ anh muốn về đâu em đưa anh về? Không biết nữa. Đi đâu cũng được hết á, miễn là đừng có về nhà. Đi đâu cũng được nhưng mà đi đâu? Bây giờ anh phải nghĩ ra là anh muốn tới chỗ nào thì em mới đưa anh tới đó. Trời ơi, tôi đã nói là tôi không biết. Bây giờ thôi, cho tôi đi đi, đừng đi theo tôi nữa. Này, để tôi anh tự đó, đi. Anh đang bị xỉn, làm sao em để anh đi đâu được? Trói lại cho hết nhoi. Rồi, giờ đi đâu? Anh Hùng. Anh Hùng. Em biết làm gì với anh bây giờ? Anh có gì buồn sao anh lại không nói ra để em cùng chia sẻ? Anh cứ để trong lòng hoài như vậy, anh không thấy mệt mỏi sao? Em rất mong được chia sẻ phần nào nỗi buồn của anh. Anh có biết là anh là người em rất ấn tượng. Anh rất mạnh mẽ, một người đàn ông mà em thầm mong đợi, một người có thể sẻ chia, bảo vệ và che chở cho em mỗi lúc em cảm thấy mình mệt mỏi, ngã gục vì cuộc sống. Em đã nghĩ về anh rất là nhiều kể từ lần đầu tiên gặp đó. Anh tỉnh rồi đó hả? Mình đang ở đâu vậy? Đây là ở đâu vậy? Em cũng chưa định hình được đây là đâu nữa. Thì ra là lúc mà rời khỏi quán bar, tôi ngồi suốt trên xe cô vậy đó hả? Thì tối hôm qua anh uống say quá, em mới tính là đưa anh về nhà, nhưng mà anh không muốn về, anh muốn đi tiếp. Nên em
Không biết làm sao hết, em mới lái xe đi vòng vòng rồi cuối cùng đã đến đây luôn. Ồ mà sao tự nhiên cô không đi về đi mà mặc kệ tôi đi, chở tôi đi làm gì? Cô không sợ gia đình cô lo lắng à? Cái gì mà gật gật lắc lắc vậy? Đúng là em cũng lo sợ là gia đình em lo lắng chứ. Sợ thì sao cô không về đi, chở tôi đi làm gì? Nhưng mà tại lúc đó anh say quá, em cũng tính là đưa anh vào khách sạn. Ừ? Nhưng mà anh chỉ có một mình, em cảm thấy không yên tâm. Với lại á, đưa anh vô khách sạn rồi lỡ có người quen người ta nhìn thấy rồi lại mất công người ta hiểu lầm, rồi gia đình lại lo thêm nữa. À, vậy tôi hiểu rồi. Thì ra là sau khi đi lòng vòng không biết đi đâu thì cô chở tôi đến đây. Ừ. Ủa mà sao cô tốt với tôi vậy? Thì anh cũng tốt với em mà. À, hiểu rồi. Vậy là cô muốn trả ơn chứ không muốn mang nợ tôi chứ gì? Không phải. Không, nếu như không phải vậy chứ sao? Một phần cũng là như vậy, nhưng mà một phần khác thì là vì em muốn chia sẻ với anh. Em muốn giúp cho anh vui hơn, có được không? Cô nói thiệt chứ? Ừ. Cái gì vậy? Rắn kìa. Không sao, không sao. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Anh đó. Anh ít quá ác thiệt nha. Tôi không có ý mà. Tôi xin lỗi cô. Được con rắn đi chưa? Rồi. Không sao mà. Cô không giận tôi chứ? Đằng nào cũng tới đây rồi. Anh thấy đây đẹp không? Thấy cũng thú vị đấy chứ. Hít thở đi anh. Cảm ơn em nhiều lắm. Không có gì. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Nếu như mà có bất kỳ chuyện gì thì anh cứ gọi điện cho em, đừng có ngại. Anh cảm ơn. Em về đây. Cô chủ. Hả? Ông chủ đợi cô từ hôm qua tới giờ đó. Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Trang. Trang. Nè, con đi đâu từ tối hôm qua tới giờ mới về? Hả? Dạ, con đi tiệc ở nhà bạn. Rồi vui quá nên con ở lại con chơi mà con quên báo cho ba biết. Vậy thì tại sao con không gọi điện về báo cho ba một tiếng? Đã vậy, ba gọi cho con không nghe máy, con còn cúp máy sáng nay luôn. Tại điện thoại của con nằm ở trong bóp, với lại để chế độ rung, rồi sáng nay nó hết pin luôn cho nên con không thấy ba gọi. Trời ơi, Trang ơi là Trang, con có biết con là con gái hay không? Con có đi đâu có làm gì con phải gọi điện về báo cho ba một tiếng chứ. Dạ. Con lớn rồi đó, con phải đủ nhận thức.
ba cũng không muốn nói nhiều. Đừng làm cho ba phải thất vọng gì con nghe chưa? Dạ. Tôi xin lỗi, con có sao không? Anh có biết em rất vui khi được ở bên anh không?